Báo cáo là sự chuẩn bị cái tiết còn khoảng 10 giờ lúc đó. Là sự chuẩn bị của lớp mọi giờ cho mọi giờ lên lớp hay trẻ xem. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Như vậy thì ở cái tiết trước thì giờ chúng ta đã có sự chuẩn bị và lớp chúng ta chuẩn bị đã đầy đủ rồi. Thì thầy xin mời các bạn nhà chương trình, đó là bạn Kim Huy, chỉ là tiền viện tiết còn khoảng 10 giờ đó hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Kim Huyền, người đồng hành với các bạn trong chương trình hoạt động ngày hôm nay. Để mở đầu cho hoạt động ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động và hát bài Thổng Giá Cao. Y tế và nghị lực
không phải được sinh ra từ trước mà nó được xuất phát và rèn luyện từ giấc ngủ của con người. Thầy Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực kiên cường, vượt lên số phận để tỏ sáng. Vậy nên chúng ta đừng từ bỏ khát vọng vươn lên, bởi chỉ có nỗ lực, có phương pháp học tập đúng đắn mới giúp chúng ta thành công trên con đường tiếp cận tri thức. Đó cũng chính là nội dung với chủ đề ngày hôm nay, buổi vui học tập. Sau đây mình sẽ thông qua chương trình hoạt động. Phần 1, chúng ta cùng nhau tham gia 3 vòng thi. Phần 1 có mang tên hiểu ý đọc lụi. Phần 2 trò chơi ô chữ, phần thi giao lưu khán giả. Phần 3 thì đích với tên gọi thi một miệng. Phần 2 công bố kết quả. Phần 3 trao phần thưởng. Thầy nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. Đến trong buổi thi hôm nay, xin giới thiệu hai đội chơi đội niềm tin. Thank you.
cái gì mình nên biết trò con ba đẹp đến xa đẹp đến xa rồi cái gì để chống dậy cổ theo cái gì mà mấy tiếng con ra xin đá mặt đẹp mặt chính xác cái gì bị đeo vàng số hai mũ ca lô chính xác tôi hiểu tôi chờ đợi qua mình đừng có nhìn về miền trung họ họ phổ biến tôi được đeo họ nghĩa hả cô dễ công dân cơ kìa tinh hệ biết mấy gì đó rồi hiểu mẹ có được quan hệ mọi người xin tâm nghe Thank you.
Thank you.
10 đối niềm tin cho nhóm câu hỏi của mình. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 được xem ký tự. Câu 2, ông là nhà toán học sinh năm 256 trước Công Nguyên. Ông đã tìm ra nghĩa thức về ma thuật của một năm nhất vuông. Ông là ai? Thời gian bắt đầu. Thank you.
nhiều cụm từ nước vôi, nước mắm, nước mía, nước sơn và dấu chấm để tạo thành câu có nghĩa tốt gỗ hơn tốt. Bắt đầu. Thank you.
nhiên chúng ta còn câu 4 là câu hỏi chưa có đáp án. Câu 4, chim thấy con liệt trên sông Bạch Đằng trên 1288. Những hiệu quy về chữ thế nào? Mời các bạn khán giả. Các bạn cổ động viên của đội niềm tin và đội tuyển giỏi có nào? Thank you.
ai đồ khơi đội điện đi đào đường tẩy bươi điện. Qua hai phần thi, đội hy vọng đạt được tất cả 100 điểm. Chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề được tìm hiểu. Phương pháp thứ ba,
bài, về bài tập và tìm hiểu các bài tập nâng cao khác để giúp rèn luyện kỹ năng, khả năng sáng tạo. Phương pháp cuối cùng, tổ chức các nhóm học tập sẽ giúp mỗi người có kỹ năng tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm, vân vân. Học tập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường ngắn nhất để đạt được điều đó. Chính vì vậy, chúng ta phải kết hợp những phương pháp học tập lại với nhau để đạt được thành quả. Người không học như ngọc không mài. Vì vậy, làm xin mời trên ghế nhà trường, làm xin mời trên ghế nhà trường, chúng ta phải có cho mình một phương pháp học tập hợp lý và tích cực học tập để hoàn thiện bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe bài của em. Vừa rồi thì hai mấy bạn đại diện cho hai đội là đội niềm tin và đội hy vọng, thì hai bạn đã có sự chuẩn bị rất là tốt cho cái bài hùng biện ngày hôm nay, nói về cái hồi vui học tập. Và hai bạn cũng đã đưa ra được các cái phương tác pháp để mà học tập tốt, đó là chúng ta học tập nhóm này, và chúng ta có đôi bạn cùng tiếng, và các bạn đã chia sẻ nhiều cái phương pháp rất là hay để cho các bạn học tập tốt. Tuy nhiên thì về cái phần trình bày của cái đội bạn niềm tin thì bạn còn bỡ ngỡ hơn, còn bạn hy vọng, bên đội hy vọng thì bạn đã rất là tự tin và có cái phần nguyện của mình rất là xuất sắc. Chúc mừng cả hai đội là đội hy vọng và đội niềm tin. Và thầy cho điểm là đội hy vọng là đạt được 28 điểm, còn đội niềm tin là đạt 25 điểm. Qua ba vòng thi, đội niềm tin đạt được 95 điểm. Qua ba vòng thi, đội hy vọng đạt được 128 điểm. Trên thế giới thì giám ngôn thế giới thì đã có câu đó là nhân tài thành công,
thì chỉ 1% đó là sự thông minh, còn 99% thì đến sự lao động và phải làm đến từ sự học tập, trao đổi với thường xuyên kiến thức để mà chúng ta có được sự thành công. Thì phải học tập suốt đời, học tập, học người lớn học mãi. Và cái chủ đề hôm nay thì xoay quanh là vấn đề học tập, học rất là vui, cho chúng ta vừa vui, vừa học, vừa có một cái trao đổi giao lưu với bạn bè, trao đổi giao lưu với bạn bè để mà làm sao đó chúng ta tạo cái tinh thần đoàn kết với các bạn trong tập thể lớp và với xã hội. Các bạn sẽ cố gắng học tập tốt để xây dựng đất nước. Và qua đây thì thầy cũng nhắc nhở các bạn đó là hiện nay thì có cái dịch bệnh Covid, cho nên là thầy mong là các bạn vừa học tập vừa vui chơi nhưng phải thực hiện đó là 5K để chúng ta đảm bảo an toàn. Và kế tiếp hoạt động sắp tới đó là cái chủ điểm mừng đảng mừng xuân, và có hoạt động đó là thi tìm hiểu về đảng và thầy giao nhiệm vụ cho các bạn, đó là chúng ta chuẩn bị các cái tư liệu, các cái hình ảnh, các cái tìm hiểu về quá trình lịch sử của phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các bạn sẽ chuẩn bị các cái câu hỏi, các cái bài thơ hay là các cái trò chơi, các câu đố để chúng ta thực hiện và kế tiếp hồi giờ đến đó không sao. Và một lần nữa thầy chân thành cảm ơn tập thể lớp ta một đã đồng hành và thực hiện rất là tốt cái tiết bây giờ ở đó hôm nay.